Xin chào mừng các bạn đến với môn học những vấn đề chung về luật dân sự, quyền sở hữu, tài sản và quyền thừa kế. Thưa các bạn, trong tiết hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một vấn đề trọng tâm của cái môn học này, đó là bài thứ 5 về giao dịch dân sự. Trong cái tiết trước thì các thầy cô giảng cái phần trước đã giới thiệu với các bạn về cái thứ nhất là các cái văn bản pháp luật để tham khảo, và thứ hai là các cái giáo trình và các tài liệu để tham khảo. Do đó trong bài này thì tôi sẽ không giới thiệu lại với các bạn về những nội dung đấy. Trong cái tiết học hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu các bạn đi vào cái vấn đề trọng tâm của cái môn học, đó là cái vấn đề về giao dịch dân sự nhà ở, tức là chúng ta nghiên cứu những cái vấn đề liên quan tới cái giá trị pháp lý và cái hiệu lực của giao dịch. Và trong cái bài này thì để làm rõ cái khía cạnh đó thì trước hết tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái mục tiêu của bài học này, nghĩa là thông qua bài học này thì chúng ta sẽ đạt được những yêu cầu như thế nào. Thưa các bạn, thì chúng ta thấy là cái bài học này nó nghiên cứu một cái vấn đề người ta gọi là cái sự kiện pháp lý rất là phổ biến để làm phát sinh các quan hệ pháp luật, người ta gọi đó là giao dịch dân sự. Như vậy thì qua nghiên cứu cái bài học này đó, thứ nhất là nó trang bị cho chúng ta những kiến thức cơ bản thế nào về giao dịch dân sự. Thứ hai là thông qua cái bài học này thì nó cũng cung cấp và nó cho chúng ta những cái hiểu biết về cái vấn đề là những cái yêu cầu cơ bản, những cái nội dung cơ bản của cái giao dịch dân sự về phương diện lý luận, đó là nó là cái gì, bao gồm những loại giao dịch dân sự nào. Cũng thông qua cái bài học này thì giúp chúng ta có được cái kiến thức về thông tin về cái pháp luật liên quan tới giao dịch dân sự. Có nghĩa là sau khi chúng ta học bài này xong thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi là giao dịch dân sự nó đạt những yêu cầu như thế nào thì nó mới có hiệu lực. Và cái hiệu lực của giao dịch dân sự thì nó ràng buộc đối với những ai, và trong hoàn cảnh như thế nào thì giao dịch đó nó được coi là không có hiệu lực, tức là nó bị vô hiệu. Cuối cùng, cũng thông qua bài học này, nó giúp cho chúng ta có được cái khả năng, cái kỹ năng là nhận diện và áp dụng được pháp luật trong vấn đề xử lý giao dịch dân sự vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu. Đấy là cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong cái bài học này. Các bạn nắm được cái mục tiêu đó thì chúng ta hình dung cái nội dung của bài học. Thì để đạt được cái mục tiêu như vậy thì trong cái bài học này chúng ta sẽ nghiên cứu về ba cái vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất đó là cái vấn đề về lý luận, đó là khái quát về giao dịch dân sự. Vấn đề thứ hai chúng ta đi vào trọng tâm, chúng ta giải quyết cái câu chuyện là làm sao để giao dịch dân sự có hiệu lực pháp luật để mà ràng buộc các bên với nhau, tức là cái điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực. Và vấn đề thứ ba, đấy là cái giao dịch dân sự nó bị vô hiệu, và trong trường hợp giao dịch dân sự nó vô hiệu thì chúng ta sẽ xử lý cái hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu như thế nào. Đấy là ba cái nội dung chính mà chúng ta cụ thể hóa cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra ở phần trên. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chi tiết. Tôi xin đi vào trình bày cái vấn đề thứ nhất, đấy là khái quát về giao dịch dân sự. Trong vấn đề thứ nhất này đó thì các em sẽ tìm hiểu về ba cái nội dung. Nội dung thứ nhất là khái niệm về giao dịch dân sự. Nội dung thứ hai đó là cái đặc điểm pháp lý của giao dịch dân sự. Cái vấn đề thứ ba thì chúng ta sẽ làm rõ các loại giao dịch dân sự phổ biến trong đời sống để chúng ta nhận diện được đâu là giao dịch dân sự và đâu thì không phải là giao dịch dân sự. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lần lượt từng nội dung cụ thể ở trên. Cái nội dung thứ nhất đó là cái khái niệm về giao dịch dân sự. Vậy thì một câu hỏi đặt ra, giao dịch dân sự nó là cái gì và nó có nội hàm như thế nào? Thế thì cái vấn đề đặt ra thì chúng ta thấy là có thể nhìn nhận cái khái niệm này dưới góc độ thực tế và dưới góc độ pháp lý. Chúng ta hình dung rằng dưới góc độ thực tế thì trong đời sống người ta có thể nói là trao đổi các lợi ích với nhau thông qua rất nhiều cái hành vi, thông ra qua rất nhiều cái hoạt động khác nhau. Và những cái lợi ích mà người ta trao đổi và để thỏa mãn cái nhu cầu của mình thì hầu như người ta thông qua một cái thứ phương tiện rất phổ biến, đó là cái giao dịch dân sự. Có thể nói là chúng ta ra chợ chúng ta mua con cá, mua cọng rau, hay là lớn hơn chúng ta mua cái xe, mua cái nhà, và trao đổi các lợi ích kinh tế trong đời sống xã hội thì chúng ta đều dùng cái phương tiện đó là hợp đồng. Như vậy hợp đồng ở đây là một cái loại giao dịch dân sự. Người ta có thể tạo lập ra rất nhiều của cải thông qua các hoạt động, các hành vi đơn phương của mình. Có thể là thông qua sự hứa thưởng, thông qua sự tặng cho. Có thể trước khi nhắm mắt xuôi tay, người ta để lại tài sản cho con cháu mình thông qua một cái người ta gọi là di chúc. Như vậy tất cả những cái đó người ta đều gọi nó là giao dịch dân sự. Như vậy có thể hiểu rằng về góc độ
thực tiễn của đời sống, thì giao dịch dân sự ở đây là một cái sự kiện pháp lý vô cùng phổ biến để làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ dân sự trong xã hội với nhau. Về góc độ thuật ngữ thì trong từ điển Hán Việt của tác giả Đào Duy Anh thì ông gọi giao dịch dân sự ở đây tức là sự trao đổi cái lợi ích, là sự dịch chuyển các quyền lợi giữa các bên với nhau. Như vậy thì chúng ta thấy là có hai cái cụm từ, đó là giao dịch và dân sự. Giao dịch ở đây là một cái từ Hán Việt, giao tức là sự gặp nhau, giao tức là sự trao đổi, dịch ở đây có nghĩa là cái lợi ích, sự chuyển dịch. Như vậy giao dịch đây là sự gặp gỡ, cái sự trao đổi, cái sự kết giao và cái sự dịch chuyển các quyền lợi giữa các bên chủ thể trong xã hội với nhau. Và người ta thấy rằng là cái giao dịch này xảy ra trong rất nhiều lĩnh vực. Nhưng mà trong lĩnh vực trao đổi của đời sống, dân sự giữa các bên cá nhân tổ chức với nhau thì chúng ta gọi chung nó là giao dịch dân sự. Nhưng mà chúng ta thấy là cái khía cạnh này thì nó đặt ra cái câu chuyện là cái thuật ngữ dùng trong bộ luật dân sự mà chúng ta dùng từ Hán Việt như vậy đó thì có hợp lý hay không? Cho nên là người ta có đề xuất lại là thôi thì bây giờ khi sửa bộ luật dân sự 2005 để mà ban hành cái bộ luật mới hiện nay là bộ luật 2015 này, thì các em thấy là người ta sửa lại cái từ, người ta đề xuất các chuyên gia sửa lại cái từ đó là hành vi pháp lý. Nhưng mà có hai lý do để bộ luật dân sự 2015 này không sử dụng cái khái niệm hành vi pháp lý, là bởi vì lý do thứ nhất đấy là từ giao dịch dân sự là một cái khái niệm, là một thuật ngữ đã được dân chúng dùng quen từ năm 1995 đến nay. Người ta đã quen rồi, ta hình dung, ta biết được nó là gì rồi. Thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta sử dụng cái từ hành vi pháp lý thì nó sẽ dẫn tới sự nhầm lẫn trong cái việc phân biệt đâu là hành vi pháp lý dưới dạng giao dịch và đâu là hành vi pháp lý không phải dạng giao dịch. Khi chúng ta nói tới hành vi pháp lý thì trong đó có nhiều hành vi pháp lý khác nhau. Có hành vi tính chất của nó là hành vi hợp pháp, có hành vi tính chất của nó là hành vi bất hợp pháp. Nó không có sự trao đổi lợi ích. Trong khi cái hành vi pháp lý dưới dạng giao dịch này đó thì chúng ta thấy là nó để chỉ cái việc có sự trao đổi lợi ích. Cho nên vì thế theo luật của Nhật Bản, theo luật của Đức, theo luật của Thái Lan thì người ta vẫn sử dụng cái từ là hành vi pháp lý. Nhưng mà Việt Nam mình thì cho rằng là một là cái khái niệm giao dịch dân sự là khái niệm đã quen thuộc trong đời sống. Và thứ hai là bản thân trong luật dân sự thì khái niệm hành vi pháp lý nó rất là rộng. Nó bao gồm kể cả những hành vi bất hợp pháp, hành vi trái luật và các hành vi khác không có tính chất trao đổi lợi ích. Cho nên vì thế là sử dụng cái khái niệm giao dịch dân sự thì nó sẽ phù hợp hơn. Và khái niệm này thì được định nghĩa tại điều 116 của Bộ Luật Dân Sự 2015. Theo đó thì chúng ta thấy là nhà làm luật đã định nghĩa là giao dịch dân sự ở đây là hành vi pháp lý đơn phương hoặc là hợp đồng của cá nhân, pháp nhân và chủ thể khác nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái giao dịch là sự trao đổi lợi ích, và giao dịch xảy ra trong lĩnh vực dân sự dưới góc độ pháp lý thì chúng ta gọi nó là giao dịch dân sự. Thì chúng ta xem cái khái niệm này trong điều 116 của bộ luật. Và khi phân tích cái nội hàm của điều 116 thì chúng ta thấy là khi người ta nói tới giao dịch dân sự tức là người ta nói tới cái hành vi pháp lý, nhưng mà hành vi pháp lý này là hành vi pháp lý mà nhằm hướng đến một mục đích cụ thể, đó là sự trao đổi lợi ích. Do đó đây chúng ta nghiên cứu về điều 116 thì chúng ta thấy là trong điều 116 này nội hàm của nó sẽ có hai cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất đó là cái sự diễn đạt về bản chất của cái giao dịch dân sự. Thì bản chất của giao dịch dân sự đây chính là cái hành vi ra bên ngoài, thể hiện ý chí của các bên ra bên ngoài. Như vậy chúng ta thấy là thực chất của giao dịch dân sự đây chính là nguyện vọng, là ý chí bên trong được bộc lộ bên ngoài để kết giao, để mà trao đổi lợi ích với nhau. Cho nên cái cốt lõi của giao dịch dân sự ở đây, ý thứ nhất đó là cái sự thể hiện ý chí của chủ thể ra bên ngoài. Thì ở đây nó có hai cái cách thức. Cách thứ nhất ở đây là ý chí của một bên tạo ra thì người ta gọi đó là cái hành vi pháp lý đơn phương. Còn nếu ý chí đó là của nhiều bên kết hợp lại với nhau để tạo ra cái giao dịch chung thì chúng ta gọi đó là các cái hợp đồng hay là các cái khế ước. Đấy là cái khía cạnh thứ nhất của khái niệm giao dịch. Nhưng mà chúng ta, như tôi nói ở trên, thì cái giao dịch dân sự nó không phải là hành vi thuần túy, nó là hành vi có mục đích. Do đó mục đích của hành vi này nó phải nhằm hướng đến sự kết lập cái hiệu lực ràng buộc giữa các bên với nhau. Cho nên cái nội dung thứ hai của giao dịch ở đây chính là gì? Là tạo ra sự ràng buộc pháp lý. Tức là thông qua giao dịch dân sự thì nó làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt
quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên với nhau. Thì như vậy mới được coi là giao dịch dân sự. Và để minh họa cho cái khái niệm này thì chúng ta sẽ nghiên cứu một cái tình huống sau đây. Thì tình huống này nó nói về một cái vụ việc mà xảy ra được đăng báo gần đây. Trong đó ông C là một giám đốc mà có công nhân quen tên là A, thường xuyên có qua lại với nhau, cho nên anh A là biết nhà của ông C. Một hôm anh A đi ngang nhà của ông C thì thấy con trai của ông C, một đứa bé 4 tuổi, chạy từ trong nhà ra khỏi nhà, và nó đi ra khỏi rất xa cái hàng rào nhà rồi, cho nên cái anh này anh ta chạy theo và hỏi xem đứa bé đi đâu, thì nó nói nó đi chơi. Cho nên nhân tiện lúc đó thì anh ta nảy ra ý định là đưa đứa bé đi theo chơi với mình. Anh ta rủ bạn gái đưa đứa nhỏ này xuống dưới Vũng Tàu, mua đồ chơi cho nó, dắt đi tắm biển, dắt đi ăn uống, giống như là vợ chồng mà có con nhỏ. Và ba người đi chơi với nhau rất là vui vẻ, không ai nghi ngờ. Nhưng mà gia đình chỉ có một đứa con thôi, đó là con một của ông C, nên người ta táo tác đi tìm đứa bé. Với sự nóng ruột của người ta thì cuối cùng anh ta cũng cho người yêu của mình mua một cái sim rác để gọi về và nói là người lạ tìm thấy đứa bé đó, biết nhà, biết số, cho nên là muốn gọi để bên đây đền ơn một số tiền. Vì sự nóng ruột như vậy cho nên ông C ông đồng ý. Câu hỏi đặt ra trong trường hợp này, nó có phải là giao dịch dân sự hay là không? Theo các bạn, trong tình huống ở trên thì đó có phải là giao dịch dân sự hay không? Vì sao? Thầy xin mời em. Dạ thưa thầy, theo em thì đây là một giao dịch dân sự, bởi vì cái hành động của ông C là thể hiện ý chí của một bên và là để thực hiện có mục đích nhằm trao đổi lợi ích. Và cái sự trao đổi này thực hiện trong lĩnh vực dân sự, cho nên em cho rằng đây chính là giao dịch dân sự. Rồi, cảm ơn em. Nó cũng có cái lý đúng không ạ? Ở đây có một sự trao đổi giữa cái việc đưa tiền và lấy lại cái em bé, đứa con của mình. Cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Có ai có ý kiến khác về cái này không ạ? Thầy mời một bạn Huyên. Dạ thưa thầy, theo em thì đây không phải là một giao dịch dân sự. Bởi vì theo em nghĩ thì hành vi của A là hành vi đưa đứa trẻ đi và đó là hành vi trái pháp luật. Mà trong khi đó thì nếu mà sự trao đổi giữa các bên thì sẽ lấy tiền và trao đổi vật chất như là xe máy hoặc là nhà cửa. Trong khi đó thì đây lại là hành vi lấy tiền để trao đổi về con người. Nên là theo em nghĩ thì đây không phải là một giao dịch dân sự. Rồi, cảm ơn hai em rất là nhiều. Mời em ngồi xuống. Sau đây thì quan điểm của tôi phân tích về cái điểm này. Thì trong tình huống này các em thấy là nó có một cái sự trao đổi lợi ích, cho nên thoạt nhìn thì chúng ta thấy là đây có vẻ là một cái giao dịch dân sự. Thứ nhất là hai bên đều là những cá nhân trong xã hội, là những người mà trong xã hội người ta gọi là những cái cá nhân dân sự với nhau. Thứ hai là rõ ràng ở đây có đưa tiền để trao đổi là cái lợi ích, đó là được mang đứa con về. Tuy nhiên chúng ta thấy là lợi ích này nó không thuần túy là lợi ích vật chất, và đây là con người. Như vậy chúng ta thấy là có, thứ nhất là có sự giao dịch giữa các cá nhân dân sự với nhau. Thứ hai là dường như có sự trao đổi lợi ích, có cảm giác như là giao dịch dân sự. Nhưng mà thực ra thì chúng ta thấy đây không được coi là giao dịch dân sự. Đây là một cái trường hợp mà chúng ta gọi là cái hành vi phạm tội. Đó là gì? Đó là tội bắt cóc trẻ em. Nếu xét có độ giao dịch thì đây chúng ta thấy là cái ông C này sẽ không thể nào tự nguyện đưa một khoản tiền không không là đưa 1 tỷ đồng như thế. Phải không ạ? Bởi vì lý do ông ta sợ con mình bị ám hại, đứa trẻ đó bị là giết hại chỉ với mục đích đòi tiền, và vì nóng ruột thương con và bị áp lực là đòi trao số tiền thì mới nhận lại đứa con đã bị lạc, cho nên vì thế ông ta bị ép buộc phải đưa tiền đó. Và điều này là lạm dụng cái tình cảm phụ tử để ép người ta đưa tiền, và điều này thì bị pháp luật hình sự cấm. Cho nên trong pháp luật hình sự người ta gọi đây là một hành vi phạm tội. Như vậy dưới góc độ là một hành vi phạm tội thì nó không phải là một cái giao dịch dân sự như chúng ta nghĩ, và nó không có giá trị để ràng buộc giữa các bên với nhau. Như vậy ở đây nếu cần xử thì chúng ta sẽ xử lý theo pháp luật hình sự với cái tội gọi là bắt cóc tống tiền, chứ chúng ta không xem đó là giao dịch dân sự thuần túy để có thể là thỏa mãn cái yêu cầu của A và B đòi số tiền 1 tỷ để trao trả đứa bé được. Thì xin cảm ơn các em về cái tình huống vừa rồi. Tôi xin chuyển sang một cái vấn đề thứ hai. Đó là cái đặc điểm của giao dịch dân sự. Thưa các bạn, chúng ta thấy là giao dịch dân sự ở đây, cái bản chất của nó là cái hành vi, nó không phải là quan hệ pháp luật. Chúng ta nên nhớ, có nhiều người nhầm lẫn là giao dịch dân sự ở đây là một cái hành, là một quan hệ pháp luật. Bởi vì sao? Bởi vì khi nói tới giao dịch có nghĩa là nói tới mối liên hệ và sự kết
kết giao giữa các bên với nhau, nó dường như là có nhiều bên, như vậy nó là quan hệ pháp luật. Thì chúng ta lưu ý là về góc độ lý luận mà nói và về góc độ pháp lý mà nói thì giao dịch dân sự không đồng nghĩa với quan hệ pháp luật dân sự, mà giao dịch dân sự và quan hệ pháp luật dân sự thì nó có mối quan hệ biện chứng với nhau. Ở đây giao dịch dân sự đóng vai trò là một sự kiện pháp lý. Khi chúng ta nói tới quan hệ pháp luật thì chúng ta biết là nó tạo ra bởi các sự kiện pháp lý. Thì trong số các sự kiện pháp lý tạo ra quan hệ pháp luật thì có một loại sự kiện pháp lý rất phổ biến mà chúng ta đang nghiên cứu ở đây, đó là giao dịch dân sự. Như vậy thì giao dịch dân sự, thí dụ như ký cái hợp đồng thì các bên sẽ có quan hệ hợp đồng với nhau, hay là người ta lập di chúc thì ở đây sẽ phát sinh cái quyền thừa kế theo di chúc. Như vậy chúng ta thấy là hành vi pháp lý ở đây hay là cái giao dịch dân sự ở đây thì nó đóng vai trò là một sự kiện pháp lý, chứ nó không đồng nghĩa với quan hệ pháp luật dân sự. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào các đặc điểm của nó. Như vậy cái thứ nhất chúng ta thống nhất với nhau là xét về mặt bản chất thì giao dịch dân sự ở đây là một hành vi thể hiện sự tuyên bố ý chí của các bên ra bên ngoài. Đó là bản chất của giao dịch. Đó là cái điều mình muốn. Thí dụ mình muốn mua cái nhà đó, bên có nhà muốn bán cái nhà đó, thì các bên có ý muốn là giao kết một cái giao dịch để trao đổi cái nhà đó bằng cách là định giá để lấy tiền trao đổi qua lại hai cái lợi ích đó cho nhau. Thì trong trường hợp này đó là ý chí và nguyện vọng và mong muốn các bên. Và ý chí, nguyện vọng, mong muốn nó thể hiện bên ngoài bằng cái hành vi, đó là việc ký kết cái hợp đồng. Như vậy có thể nói bản chất của giao dịch dân sự ở đây chính là cái sự tuyên bố ý chí của các bên ra bên ngoài và thể hiện ý chí đó dưới dạng của một hành vi pháp lý. Đấy là cái điểm thứ nhất. Như vậy ở đây cái hành vi này có thể là có một bên tuyên bố, hành vi này có thể có hai bên tuyên bố, cho nên nó không được coi là một cái quan hệ pháp luật. Quan hệ pháp luật là mối liên hệ giữa các bên, còn cái sự tuyên bố ý chí dưới dạng hành vi thì nó là cái giao dịch dân sự. Như vậy là thậm chí có những giao dịch dân sự chỉ có một bên mà thôi, do đó nó không thể nào là cái quan hệ pháp luật được. Như vậy chúng ta nhớ lại là khi nói tới giao dịch dân sự tức là nói tới mối liên hệ giữa cái sự kiện pháp lý với cái quan hệ pháp luật ha. Đấy là hai cái khác nhau. Cái điểm thứ hai thì chúng ta thấy là với tư cách là một sự tuyên bố ý chí thì giao dịch dân sự được coi là cái căn cứ phổ biến nhất để làm phát sinh các quan hệ pháp luật dân sự. Chúng ta trở lại với cái bài quan hệ pháp luật dân sự thì chúng ta thấy là có 5 loại sự kiện pháp lý, có 5 căn cứ để phát sinh quan hệ pháp luật dân sự. Một là sự biến pháp lý, 2 là hành vi pháp lý, 3 là thời hạn, 4 là thời hiệu ha. Nó có rất nhiều thứ. Như vậy chúng ta thấy là thứ nhất là cái sự biến pháp lý thì nó là cái mà hình thành, nó không do ý chí khởi phát của hành vi con người mà nó là do cái hoàn cảnh tự nhiên gây ra. Còn hành vi pháp lý là người ta nói tới những cái hoạt động, những cái hành vi có ý chí của con người mà nó tác động vào cái đời sống thực tế mà nó tạo ra cái quan hệ pháp luật. Và nó có những cái loại khác nữa, nó có sự xử sự pháp lý, nó có cái thời hạn thời hiệu, nó có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy chúng ta thấy là có 5 loại sự kiện. Thì trong 5 loại sự kiện đó thì cái giao dịch dân sự ở đây là một sự kiện có thể nói là phổ biến nhất để làm phát sinh các quan hệ pháp luật dân sự. Cái điểm thứ ba thì chúng ta thấy là cái giao dịch dân sự thì do ý chí của các bên chủ thể tham gia. Ý chí tức là ý chí tự do, tự nguyện của cá nhân tổ chức. Vì có ý chí tự do, tự nguyện của cá nhân tổ chức cho nên cần phải có sự kiểm soát của nhà nước. Ý chí của con người là cái điều mà chúng ta thấy là hoàn toàn tự do bộc phát từ con người đó công bố lên. Bởi vậy cái ý chí đó có thể không phù hợp với lợi ích chung của xã hội, có thể đi ngược lại với những giá trị truyền thống và đạo đức. Cho nên vì thế nhà nước sẽ kiểm soát ý chí đó. Bởi vậy khi nói tới giao dịch dân sự thì luôn luôn sẽ có một sự kiểm soát nhất định nào đó, người ta gọi là các điều kiện tối thiểu để giao dịch dân sự có hiệu lực. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu phần 2. Cho nên chúng ta thấy là giao dịch dân sự là ý chí thì nó có sự kiểm soát của nhà nước, phải không ạ? Cái điểm thứ ba, giao dịch dân sự nó là ý chí, nó là hành vi của con người, nhưng mà không phải là một hành vi hư vô, không có mục đích. Mà như trên chúng ta có nói là giao dịch dân sự thì nó phải có cái mục đích, đó là hướng tới cái việc là tạo lập nên quan hệ pháp luật dân sự. Nói một cách cụ thể thì khi nói tới giao dịch dân sự thì nó nhằm tới cái việc gọi là làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên với nhau. Thì đấy chính là cái mục đích của giao dịch dân sự và cũng là cái hiệu lực của giao dịch dân sự. Và điều đó làm cho giao dịch dân sự nó khác với các hành vi pháp lý thông thường khác. Thì đấy chính là cái đặc điểm của giao dịch dân sự.
Tôi tiếp tục sang cái phần thứ ba, đó là phân loại giao dịch dân sự. Thưa các bạn, chúng ta thấy là giao dịch dân sự đây là một khái niệm nó mang tính chất chung nhất. Và giao dịch dân sự thì thực ra nó có nhiều loại, nhiều cái dạng thể khác nhau, nhiều hình thức tồn tại khác nhau. Và trong luật người ta cần phải nhìn nhận từng loại đó theo từng góc độ pháp lý để người ta đưa ra những cái chế độ pháp lý tương thích cho từng loại. Có rất nhiều cái căn cứ để mà phân loại. Về cái giao dịch dân sự thì người ta có nhiều căn cứ để phân loại. Thì ở đây tôi chỉ nói về những căn cứ phổ biến thôi. Ở đây chúng ta thấy là có ba cái căn cứ. Cái căn cứ thứ nhất đó là căn cứ vào nguồn gốc hình thành của giao dịch dân sự. Cái căn cứ thứ hai chúng ta sẽ nói về cái trường hợp là cái hậu quả, cái hệ quả pháp lý của giao dịch dân sự là gì để chúng ta phân loại. Và cái thứ ba chúng ta nói về một cái loại đặc thù của giao dịch dân sự, đó là cái giao dịch dân sự có điều kiện. Sau đây lần lượt chúng ta sẽ đi vào từng cái trường hợp cụ thể. Các em đi vào cái vấn đề, cái trường hợp thứ nhất đó là cái căn cứ vào nguồn gốc hình thành của giao dịch dân sự. Như vậy thì căn cứ vào nguồn gốc hình thành ở đây thì chúng ta thấy là nó tạo nên bởi ý chí của chủ thể. Khi nói tới giao dịch hình thành gì, lý do gì thì chúng ta nói là nó hình thành bởi ý chí của chủ thể. Và trong ý chí chủ thể thì có thể là ý chí của một bên hay nhiều bên. Như vậy dựa vào cái nguồn gốc hình thành của cái giao dịch thì chúng ta sẽ có là hai loại giao dịch sau đây. Thứ nhất đó là cái hành vi pháp lý đơn phương, nghĩa là nó hình thành bởi ý chí của một bên. Như vậy hành vi pháp lý đơn phương nó là cái gì? Hành vi pháp lý đơn phương không phải là hành vi đánh người, không phải hành vi là tự mình làm cái việc theo ý mình cái trái luật. Cái đó không phải là giao dịch dân sự. Hành vi pháp lý đơn phương đây là hành vi pháp lý của là tuyên bố ý chí của một bên mà nhằm để làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên với nhau. Thì người ta mới gọi hành vi pháp lý đó là cái giao dịch dân sự dưới dạng hành vi pháp lý đơn phương. Như vậy chúng ta thấy là trong cái giao dịch dân sự đời thường với nhau thì có những loại giao dịch mà xuất phát từ ý muốn của một bên. Ví dụ chúng ta thấy là di chúc. Thì thông qua di chúc này thì cái người lập di chúc để lại tài sản của mình cho những người thừa kế, bất luận những người thừa kế đó có đồng ý hay không, cái đó để tính sau. Bất luận những người đó có ký tên vào nhận cái tài sản đó hay không, và bất luận những người thân thích của người để lại di chúc này có chấp nhận cái việc di chúc đó cho ai hay không, điều đó không quan trọng, mà do ý chí đơn phương mà cá nhân độc lập người đó quyết định bằng ý chí riêng của mình mà không lệ thuộc vào ý chí của người khác, thì nó tạo ra cái quan hệ, nó tạo ra cái quyền lợi của dân sự, thì người ta gọi đó là cái giao dịch đơn phương hay là hành vi pháp lý đơn phương. Ở trong cuộc sống chúng ta thấy là có nhiều hành vi pháp lý đơn phương nữa, nó cũng tạo lập nên, chấm dứt nên quyền nghĩa vụ dân sự. Chẳng hạn như chúng ta thấy là chúng ta thuê nhà mà chúng ta không trả tiền thuê liên tục 3 kỳ, 3 tháng liên tiếp, thì người chủ nhà có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng và lấy lại nhà. Như vậy hành vi của người chủ nhà là một hành vi đơn phương. Hay là người ta có một món nợ, người ta tuyên bố là từ bỏ cái món nợ đó mà không đòi nữa, mà ý chí đơn phương riêng quyết định của họ mà thôi, thì chúng ta thấy đây cũng là một hành vi pháp lý đơn phương. Như vậy đó là sự tuyên bố ý chí của một bên. Cái dạng thứ hai đó là cái hợp đồng. Hợp đồng ở đây là một sự thỏa thuận. Hợp đồng ở đây là sự gặp ở ý chí của hai hay là nhiều bên với nhau. Như vậy xét từ góc độ nguồn gốc hình thành, ý chí này là ý chí của nhiều bên và hợp nhất lại với nhau, đồng thuận lại với nhau để tạo nên một cái ý chí chung, thì người ta gọi hợp đồng ở đây là một cái hành vi pháp lý đa phương, hay chúng ta gọi chung nó là cái hợp đồng hay là cái thỏa thuận làm phát sinh quyền và nghĩa vụ. Chẳng hạn như mua bán nhà, phải không ạ? Thí dụ như chúng ta giao dịch là hợp đồng dịch vụ là sử dụng điện thoại hay là chúng ta sử dụng internet, thí dụ như thế, thì đấy là những cái hợp đồng dân sự. Chúng ta gửi xe hay là chúng ta đi ăn sáng thì đấy những là cái hợp đồng dân sự. Như vậy thông qua cái cách phân loại thứ nhất này thì nó có ý nghĩa tôi cho là cũng khá là quan trọng. Quan trọng thứ nhất ở đây là chúng ta thấy là nó tạo nên cái cơ sở khoa học để mà điều chỉnh pháp luật một cách thích hợp. Như vậy cái nào nằm trong hợp đồng thì chúng ta sẽ đưa vào chế định hợp đồng để chúng ta điều chỉnh. Chúng ta sẽ quy định những cái chế độ pháp lý thích hợp cho cái việc tạo ra hợp đồng, ràng buộc hợp đồng, vô hiệu hợp đồng như thế nào. Còn cái nào là không phải hợp đồng mà nó là hành vi pháp lý đơn phương thì chúng ta sẽ có những quy định riêng về hành vi pháp lý đơn phương. Ví dụ như chúng ta quy định về thừa kế theo di chúc thì chúng ta sẽ có những quy định cụ thể liên quan tới cái việc lập di chúc, sửa đổi, bổ sung, thay thế của di chúc như thế nào, vân vân. Thì đấy chính là cái ý nghĩa pháp lý thứ nhất, tức là sự phân định cái lĩnh vực điều chỉnh của pháp luật. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta phân định cái điều chỉnh pháp luật thì chúng ta thấy là nó có chế độ pháp lý thích hợp cho từng cái loại giao dịch pháp lý ấy. Đó là cái loại cái cách phân loại thứ nhất.
Tôi xin trình bày cách phân loại thứ hai. Căn cứ vào hệ quả pháp lý của giao dịch thì chúng ta thấy là ở đây nó có mấy hệ quả. Ở đây trong này chúng ta thấy là có ba cái hệ quả. Hệ quả thứ nhất là làm phát sinh quyền nghĩa vụ dân sự. Hệ quả thứ hai là làm thay đổi quyền và nghĩa vụ dân sự. Và hệ quả thứ ba là làm chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Như vậy có thể nói là cái giao dịch nào mà chỉ thuần túy làm phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự thôi thì ta gọi đó là cái giao dịch làm phát sinh quyền và nghĩa vụ. Tôi lấy ví dụ như là người ta lập cái hợp đồng mua bán tài sản thì nó làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên với nhau. Hay là người ta lập một di chúc có điều kiện người ta giao cho người thừa kế hưởng một tài sản gì đó và thực hiện nghĩa vụ là nuôi dưỡng một cái đứa em còn nhỏ tuổi, hay là thực hiện một di chúc để thờ cúng, vân vân. Thì trong trường hợp này có thể là sẽ giao cái nghĩa vụ tương ứng với di sản mà họ nhận. Như vậy thì thông qua cái hợp đồng hay thông qua di chúc thì nó tạo ra quyền và nghĩa vụ cho các bên. Người ta gọi cái giao dịch đó là giao dịch mà làm phát sinh quyền và nghĩa vụ. Cái loại giao dịch thứ hai là giao dịch mà nó làm thay đổi quyền và nghĩa vụ. Tức là thông qua giao dịch này thì cái quyền nghĩa vụ các bên sẽ có sự thay đổi. Tôi lấy ví dụ như là cái sự chuyển nhượng cái hợp đồng mua bán. Ban đầu bạn đi mua bán một cái nhà thương mại thì chúng ta chưa nhận được cái nhà đó. Bây giờ chúng ta không có muốn nhận tiếp tục thực hiện hợp đồng nữa mà chúng ta chuyển nhượng hợp đồng đó cho người khác để người khác tiếp tục hợp đồng thì có được không? Thì câu trả lời là hoàn toàn được. Giống như các bạn thuê nhà xong rồi thì bạn xin nhượng hợp đồng thuê đó cho người khác thuê, nếu chủ nhà đồng ý thì hợp đồng thuê đó có sự thay đổi. Thì đấy người ta gọi nó là cái giao dịch mà có tính chất là thay đổi quyền và nghĩa vụ. Hay là trong quá trình thế chấp một cái nhà mà cái nhà đó chúng ta đem bán và chúng ta yêu cầu cái bên nhận thế chấp là cho mình đổi cái tài sản khác để mình thế chấp, đổi cái đối tượng thế chấp thành cái tài sản khác, thì trong trường hợp này chúng ta cũng có thể là thay đổi. Chúng ta cũng có thể thay đổi. Hay là trong quá trình chúng ta làm di chúc rồi sau đó chúng ta sửa di chúc. Như vậy cái việc sửa di chúc này là một cái hành vi pháp lý mà nó có sự là thay đổi cái giao dịch, thay đổi cái quyền nghĩa vụ mà chúng ta đã xác lập trước đó, phải không ạ? Đấy chính là cái giao dịch mà dạng là thay đổi. Và giao dịch thứ ba đó là giao dịch mà làm chấm dứt các quyền và nghĩa vụ. Đôi khi chúng ta thực hiện các giao dịch để làm chấm dứt quyền nghĩa vụ. Tôi lấy ví dụ như là tuyên bố xóa nợ, hay là cái đơn phương chấm dứt hợp đồng do sự vi phạm của bên kia thì nó làm hợp đồng đó chấm dứt. Như vậy người ta gọi nó là giao dịch mang tính chất chấm dứt. Nhưng mà tôi lưu ý các bạn là cái cách phân loại này nó không có hoàn thiện. Tại sao? Tại vì không phải tất cả các giao dịch đều nó thuần túy có một cái hậu quả. Không phải giao dịch nào cũng thuần túy có một hậu quả, mà giao dịch có thể là đồng thời nó có nhiều hậu quả cùng một lúc. Cho nên vì thế là nếu chúng ta nói giao dịch này chỉ thuần túy làm phát sinh thôi thì thực ra nó không đúng. Bởi vì trong hợp đồng mua bán này có thể làm phát sinh mà cũng có thể làm chấm dứt. Nó có thể làm thay đổi. Chẳng hạn như các bên cho thuê nhà rồi sau đó các bên là chuyển sang là mua bán nhà rồi trả tiền xong là chấm dứt quan hệ hợp đồng thuê. Rồi từ hợp đồng thuê chuyển sang hợp đồng mua bán để có quyền sở hữu. Như vậy chúng ta thấy là ở đây nó có sự là phát sinh, có sự thay đổi mà cũng có thể có sự chấm dứt. Như vậy không có cái giao dịch nào mà thuần túy làm phát sinh hoặc thuần túy làm thay đổi hoặc thuần túy làm chấm dứt mà nó có thể có những cái hậu quả khác nhau đồng thời cùng một lúc. Cho nên cách phân loại này nó không có toàn tổng. Cái điểm thứ hai là chúng ta biết được cái hậu quả như vậy thì chúng ta có sự lựa chọn ứng xử để tạo ra các quyền nghĩa vụ thích hợp. Đấy, cho nên vì thế chúng ta thấy là hiểu biết về cái hậu quả như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng nó một cách là hợp lý và đúng cái yêu cầu. Và chúng ta thấy là khi mà ứng xử trong quan hệ pháp lý với các bên thì chúng ta sẽ sử dụng đúng cái loại giao dịch để chúng ta dùng làm cái mối tương tác pháp lý giữa mình với người khác. Thì đấy chính là cái mục đích mà chúng ta nghiên cứu cái phần này. Còn một vấn đề nữa thì tôi muốn trao đổi với các bạn rõ thêm về một cái loại căn cứ đặc thù. Đấy là cái giao dịch dân sự có điều kiện. Thì các bạn biết rằng là giao dịch thì nó nói chung là nó có hiệu lực dựa vào cái quy định chung thôi. Ví dụ hai bên mua bán nhà ký kết xong là có hiệu lực. Như vậy đó là giao dịch bình thường. Nhưng mà cũng có những giao dịch mà nó ký kết xong nó không có hiệu lực mà nó lệ thuộc vào một cái sự kiện nào đó thì mới có hiệu lực. Thì người ta gọi giao dịch như vậy là giao dịch có điều kiện. Và các bạn lưu ý rằng là giao dịch không chỉ có điều kiện phát sinh mà đôi khi giao dịch có những điều kiện hủy bỏ, giao dịch có những điều kiện là thay đổi. Như vậy chúng ta thấy là cái giao dịch ngoài những điều kiện chung để có hiệu lực thì cái hiệu lực của giao dịch này nó còn lệ thuộc vào sự kiện pháp lý khác để tạo nên một cái yêu cầu riêng. Và đạt được yêu cầu riêng đó thì nó mới ràng buộc hoặc nó mới thay đổi hoặc nó mới hủy bỏ.
thì người ta gọi đó là giao dịch có điều kiện. Thì chúng ta xem cái khái niệm giao dịch có điều kiện tại điều 120 khoản 1 của Bộ luật Dân sự. Vậy thì điều kiện là như thế nào? Thì chúng ta thấy là điều kiện ở đây là cái sự kiện pháp lý. Sự kiện đó có thể là tồn tại khách quan trong tương lai. Và với sự tồn tại của sự kiện đó thì nó tác động vào cái hiệu lực của giao dịch dân sự. Như vậy thì người ta tặng cho cái nhà với điều kiện sau này là phải cho, phải nuôi dưỡng cái người cho nhà. Thì vậy chúng ta gọi cái hợp đồng mà cho nhà đó là hợp đồng tặng cho có điều kiện. Như vậy là điều kiện tức là sự kiện pháp lý hay là một cái hành vi pháp lý trong tương lai. Mà dưới xuất hiện của cái sự kiện đó, cái hành vi đó thì nó tác động tới hiệu lực của giao dịch. Thì người ta gọi đó là điều kiện. Vậy thì điều kiện thì có những loại nào? Thì như tôi mới nói là điều kiện có thể là có 3 loại. Thứ nhất là điều kiện phát sinh, điều kiện để làm giao dịch phát sinh hiệu lực. Thứ hai là điều kiện để làm chấm dứt hiệu lực. Và thứ ba là điều kiện để làm thay đổi cái hiệu lực. Và chúng ta thấy là có rất nhiều cái điều kiện như thế. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta ra cái điều kiện chấm dứt chẳng hạn. Nếu như hợp đồng mà thuê nhà mà liên tiếp 3 tháng không trả tiền thuê thì hợp đồng này đương nhiên chấm dứt, ví dụ như thế. Thì đấy cũng là một cái điều kiện chấm dứt. Hay là điều kiện phát sinh là sau này nếu như mà tôi đi nước ngoài thì tôi sẽ tặng cho em trai tôi cái nhà này, ví dụ như vậy. Thì đây là cái điều kiện phát sinh. Vậy thì khi người ta đi nước ngoài thì người ta sẽ cho cái nhà đó. Có nghĩa là tùy theo cái yêu cầu của điều kiện mà chúng ta có thể nhận diện nó là điều kiện thay đổi, điều kiện phát sinh, điều kiện làm chấm dứt cái hiệu lực của giao dịch. Nhưng mà tôi muốn lưu ý các em là cái yêu cầu. Khi chúng ta nói về cái điều kiện thì chúng ta phải chú ý điều kiện nó phải hợp pháp. Bởi vì có những điều kiện nó bất hợp pháp. Thí dụ đưa cái điều kiện mà điều kiện đó nó trái với đạo đức và trái pháp luật thì nó không có hiệu lực. Thứ hai, điều kiện đó là phải là điều kiện mang tính chất tương lai. Nó hình thành trong tương lai sau thời điểm xác lập giao dịch. Chứ điều kiện không thể nào xảy ra trước thời điểm xác lập giao dịch được. Và thứ ba, điều kiện đó phải mang tính chất khả thi, có nghĩa là có thể xảy ra. Nếu chúng ta đưa ra một cái điều kiện mà không thể nào xảy ra trên thực tế thì nó không thể coi là điều kiện. Ví dụ như là nếu người đó chết mà sống lại thì ta sẽ cho người đó cái nhà. Thì cái điều kiện này có thể nói là bất khả thi và nó không phù hợp với lẽ thường tình. Cho nên vì thế điều kiện nó không thể coi là điều kiện được. Thì đấy là cái yêu cầu của điều kiện. Về hệ quả pháp lý của điều kiện thì các em thấy là điều kiện có thể làm giao dịch phát sinh hoặc hủy bỏ. Và chúng ta cũng có một lưu ý luôn là trong điều 120 nó có nói là nếu điều kiện này mà nó bị tác động chủ quan bởi các bên làm cho điều kiện xảy ra sớm hơn thì coi như điều kiện nó không xảy ra, hay là làm cho điều kiện đó xảy ra muộn hơn hoặc không xảy ra thì coi như điều kiện nó xảy ra. Như vậy các bên cần lưu ý là khi mà chúng ta tác động vào cái điều kiện làm cho điều kiện nó không thể xảy ra được thì người ta có thể coi như đó là điều kiện đã xảy ra rồi. Thì trước hết ta sẽ đi nghiên cứu một cái tình huống thứ hai. Các em có thể xem trên màn hình. Bà A này mới bán một cái nhà cho bà B mà cái nhà này chưa có lập giấy tờ chủ quyền và chưa được cấp giấy chứng nhận. Đó là nhà mua hóa giá của nhà nước chưa xong. Và khi bà bán thì bà B cũng chưa có làm xong thủ tục. Thì bà B không có đủ tiền để mua bởi vì giá trị cái nhà lớn. Cho nên bà B đã nhượng cái hợp đồng mua bán này cho ông C. Cho nên ba bên đã lập một cái cam kết là bà A bán nhà cho bà B và đồng ý để bà B nhượng cái nhà cho ông C với điều kiện là ông C sẽ trả các khoản tiền lệ phí các thứ, rồi là sẽ nộp tiền hóa giá cho nhà nước, rồi nộp phí trước bạ các thứ. Sau đó nếu mà bà A được cấp giấy chủ quyền thì bà A sẽ làm thủ tục để bán nhà cho ông C. Thì đấy là cái yêu cầu mà các bên đặt ra. Và cấp sơ thẩm phúc thẩm thì đều cho rằng cái hợp đồng này chưa có đủ hình thức và thủ tục nên nó vô hiệu. Và chúng ta thấy là cấp giám đốc thẩm đã hủy cái bản án của các bên liên quan. Và câu hỏi đặt ra là trong trường hợp này, đây có phải là một giao dịch dân sự có điều kiện hay không? Theo các em, thì qua tình huống ở trên, thì các em cho thầy biết ý kiến là đây có phải là giao dịch dân sự có điều kiện hay là không? Xin mời ý kiến của các bạn. Thầy mời em. Dạ thưa thầy, theo em là đây không phải là giao dịch dân sự có điều kiện. Tại vì tại thời điểm mà ký hợp đồng bán thì bên bán vẫn chưa có chủ quyền nhà. Vì vậy nên là đây là hợp đồng trái pháp luật nên là không phải là hợp đồng có điều kiện. Em nói cũng rất là có lý, xin cảm ơn em. Thầy muốn nghe một ý kiến khác, thầy mời em. Thưa thầy, theo ý kiến của em thì đây là giao dịch có điều kiện. Vì mua nhà chưa có giấy tờ, chừng nào có giấy tờ thì mới được ký hợp đồng chính thức. Cảm ơn em. Quan điểm của tôi thì cũng ủng hộ theo cái hướng là giao dịch có điều kiện. Tại sao nó có điều kiện? Trước hết chúng ta thấy là cái hợp đồng mua bán nhà theo luật nhà ở thì nhà ở đem bán nó phải là cái loại nhà có đủ giấy tờ. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là cái
cái việc mà mua bán nhà tại thời điểm này thì nó chưa có giấy, nhưng mà điều đó thì nó cũng không có gì là trái luật cả. Khi mà ta cam kết là sau này có giấy thì các bên sẽ chính thức thực hiện việc mua bán với nhau. Có thể xem đây là một cái hợp đồng hứa mua bán mà có điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất ở đây đó là cái ông C đó, ông sẽ phải trả tiền thủ tục để làm hóa giá để mua cái nhà đó. Thứ hai là ông C cũng sẽ nộp các loại lệ phí trước bạ để làm thủ tục sang tên cho cái bà A. Cái điều kiện là sau khi bà A này được nhận được cái giấy chủ quyền thì bà A phải chính thức làm hợp đồng mua bán cho ông C theo đúng quy định của pháp luật. Thì như vậy chúng ta thấy là nếu người ta đưa ra cái yêu cầu và cái điều kiện như vậy thì thực ra nó không có gì là trái luật cả. Bởi vì người ta không có nói rằng người ta sẽ mua bán chính thức, mà ta nói rằng người ta hứa mua bán. Khi mà có đủ điều kiện giấy tờ thì ta ký hợp đồng mua bán chính thức với nhau. Thì coi như đây là một cái hợp đồng hứa mua bán mà kèm theo cái điều kiện là các bên sẽ nộp phí, nộp tiền. Cái bên mua sẽ nộp phí, nộp tiền cho cái bên bán để lấy được cái nhà đó và làm giấy. Sau khi làm giấy xong thì bên bán sẽ là bán chính thức cho bên mua. Như vậy thì theo quan điểm của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thì đây là một cái điều kiện, và điều kiện này nó không có gì là vi phạm pháp luật cả. Cho nên người ta cũng công nhận cái hợp đồng đó. Và nếu mà bà A từ chối không bán nữa thì coi như bà A đã vi phạm cái hợp đồng hứa mua bán, thì như vậy rất có thể là sẽ bồi thường. Vì ở đây chưa có ký hợp đồng mua bán cho nên không đòi giao nhà được. Chỉ khi nào mua bán ký rồi có hiệu lực thì mới giao nhà được, phải không ạ? Ở đây chưa ký cái hợp đồng mua bán mà chỉ là hứa mua bán mà thôi. Như vậy đây có sự vi phạm cái hợp đồng hứa mua bán. Vậy thì nếu như ông C yêu cầu thì tòa án có thể xác định là bà A sẽ bồi thường cho ông C theo quy định pháp luật. Bởi vì điều kiện đã phát sinh mà các bên không có tôn trọng và thực thi cái hợp đồng mà các bên đã cam kết. Thì đấy chính là cái nội dung của cái tình huống mà chúng ta đang nghiên cứu. Đến đây thì tôi xin kết thúc cái tiết học thứ nhất. Tôi xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào các bạn.